Ban Hải Hà treo cờ rồi. Thiệp mời cũng đã mang tới đây. Ban Hải Hà chính là ban phái của cha anh ta sao? Phải. Ban chủ treo cờ chính là Viên Giả. Treo thì treo đi, cậu ta sớm muộn gì cũng tự đạp đổ chén cơm của mình. Không thể treo. Đại tiểu thư, chú Kiệt, hai người thử nghĩ mà xem. Cờ này không thể treo lên được. Tên nhóc đó trong tay có một số lượng lớn nhà phiến, ngộ nhỡ cờ được treo lên thì không ổn đâu. Nó sẽ tập hợp hết rếp, chuột, bọ hung tập trung lại bến Thượng Hải. Nếu như nó lớn mạnh, muốn động vào nó đúng là không dễ. Thứ tôi cần chính là thái độ này của anh. Chú Kiệt, tập hợp người ngựa sang bằng Ban Hải Hà. Đừng, đại tiểu thư, tình trạng hiện giờ của ông quan vẫn nên đừng động vào giang hồ. Bây giờ không phải tôi làm chủ sao? Lời chú Kiệt nói rất là có lý. Bây giờ nhà họ quan không có lý do, cũng không có động cơ để đánh nhau với chúng. Vậy anh có lý do không? Nó là em trai của tôi là anh của nó. Vậy anh không sợ bị đánh à? Lời đại tiểu thư nói không phải là không có lý. Nhưng mà nếu như cô thay tôi nhận xác, tôi sẽ không sợ. Anh đem theo một khẩu súng. Là chuyện gì? Thiệp mời đều đã phát đi rồi. Các ban chủ, phòng tuần bổ, cục thuế, không thiếu nơi nào cả. Hôm nay tôi treo cờ, không một ai tới. Không phải là cười vào mặt tôi à? Tôi thấy nhất định là có người giở trò. Tình hình đã điều tra, là anh trai của cậu làm. Anh ta không xứng là họ Viên. Anh ta không xứng làm anh trai của tôi. Đúng. Mày nói láo. Mày có phải họ Viên hay không? Tao có phải anh mày hay không? Không phải mày nói một câu là được. Anh có biết bây giờ anh làm vậy là đang giúp nhà họ Quan? Tao đang giúp nhà họ Quan đấy. Mày nghĩ xem, chả có ai treo họ với xác chết dọc đường để tiếng xấu muôn đời cả. Mời anh trai tôi vào trong nghỉ ngơi. Nào, mời. Đóng cửa là cách nghỉ ngơi tốt nhất, hiểu chưa? Nếu như hôm nay anh tới chúc mừng thì em mời anh vào trong. Còn nếu như tới giáo huấn em, xin lỗi, em không có thời gian. Giờ lành sắp tới, em sắp treo cờ. Treo cờ. Ngày hôm nay tao tới, sợ là mày không treo nổi cờ. Anh hù dọa em mà. Bây giờ gan mày rất lớn, dọa cũng không sợ. Đạo lý thỏ xảo quyệt chết rồi thì chó săn cũng chả có tác dụng. Nếu như mày biết, liệu có sợ chút nào không? Cho dù em là chó săn thì con thỏ xảo quyệt như anh của nhà họ Quan cũng nhất định phải chết trước. Có gì từ từ nói mà. Cứ sự sống và cái chết, chỉ có anh em ruột là đáng tin. Có gì từ từ nói, tuyệt đối đừng làm tổn hại hòa khí. Ông nói đúng. Nói đi.
Đây không phải là nơi anh giở trò lưu manh. Càng không phải là nơi mày bán đứng cha. Anh à, anh cũng là con trai của Diên Bảo Sơn, tại sao nhất định phải giúp nhà họ Quan ức hiếp em ruột của mình? Bởi vì mối quan hệ huyết thống của chúng ta. Thật ra tao vẫn luôn giúp mày. Quay đầu là bờ. Nhưng mà bây giờ xem ra tao đã sai. Mày đem tình cảm ruột thịt trở thành tấm chắn. Đừng có ép em. Tao cũng là con trai của Diên Bảo Sơn, hơn nữa còn là con trưởng. Nghi thức treo cờ này có phải nên để tao chủ trì hay không? Nếu như dựa theo quy tắc của con trưởng, chức ban chủ này nên do tao đảm nhận. Chuyện này không thể nào. Mày nói quy tắc mà tổ tiên để lại không được à? Em nói ban chủ là do mọi người chọn ra, không phải theo quy tắc cũ. Chọn thế nào? Lựa chọn phải thông qua sự bình chọn của mọi người. Bây giờ em có thể đi hỏi mọi người. Tôi hỏi mọi người, ai đồng ý cho anh tôi làm ban chủ thì giơ tay. Người đồng ý tôi làm ban chủ giơ tay. Dựa vào đám hèn hạ các người ở trong hải hà giơ thẳng tay là có thể làm ban chủ à? Đó gọi là tự làm mình vui. Tao không tin mày dám nổ súng. Đây đều là do anh ép tôi. Nếu như tao sớm ép mày, mày sẽ không đi tới bước ngày hôm nay. Bỏ cờ xuống cho tôi. Bỏ xuống. Mày cầm súng chỉ vào tao à? Mày hiểu tao mà đúng không? Nếu như hôm nay tao dám tới thì tao không sợ. Các vị, bến Thượng Hải thêm một ban hội buôn bán nha phiến, nhân dân sẽ không đồng ý. Vậy nên bây giờ tôi tuyên bố ban hải hà chính thức giải tán. Anh làm như vậy là chống đối với người Nhật. Anh muốn chết à? Từ hôm nay trở đi, mày mở một tiệm nha phiến thì tao sẽ phá một tiệm. Đuổi hết tất cả bọn họ ra ngoài. Được rồi, đừng có chụp nữa, đừng chụp nữa. Ra ngoài hết, mau lên. Ra ngoài. Em có thể đảm bảo với anh, cho dù anh có đốt lá cờ này giống như anh ngăn em làm ban chủ Thượng Hải này, tao cũng đảm bảo với mày. Nếu như mày và quân giặc còn hại người Trung Quốc, tao tuyệt đối không tha cho mày. Tốt. Vậy từ nay trở đi,
sẽ là lần cuối cùng tôi gọi anh là anh hai. Từ nay trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Mày không chỉ từ bỏ tình huynh đệ, mà mày còn khiến cho máu, thịt, xương và gân từng nhát chặt xuống, dở dũng. Mày không thấy đau à? Từ ngày tôi đánh bại Quan Bỉnh Nghĩa, tôi đã không biết đau rồi. Từ bây giờ tôi ở đây, chỉ có người theo tôi mới sống, phản tôi sẽ chết. Vậy chúng ta chờ xem. Anh tưởng anh đốt cờ của bang, giải tán bang Hải Hà là anh thắng à? Bang Hải Hà cô quản được, thương hội Hải Hà cô không quản nổi đâu. Mày lừa ai chứ? Mày đang lừa lương tâm của mày. Nhà họ Quan mở thương hội, Quan thị có lương tâm. Viên giả tôi mở thương hội thì không có lương tâm à? Bây giờ tôi là thương nhân chính thức, buôn bán dược phẩm và thuốc tê. Tôi nhận được sự bảo vệ của Tô Giới. Anh à, anh thua rồi. Các vị phóng viên, hôm nay tôi tuyên bố với mọi người, số tiền đầu tiên thương hội Hải Hà kiếm được sẽ quyên góp cho cô nhi viện, đồng thời cung cấp cho phòng tù bổ. Viên giả tôi nhất định sẽ làm bến Thượng Hải phát triển hùng mạnh. Hay, hay lắm. Bến Thượng Hải lại nổi lên tranh chấp. Viên giả mượn tay phòng tuần bổ đã kích phản động. Viên giả vì đánh phản động mà thành lập quỹ chống tham nhũng. Cái gì vậy? Lão Quan à, chúng ta không thể để cho người ta bắt nạt. Đại tiểu thư, viên giả đã tới. Cậu ta tới làm gì? Cuộc công tác của Tô Giới phái thám trưởng William cùng cậu ta tới thăm ông Quan. Lão Quan, có gặp không? Tú, không gặp. Nếu như không gặp, vậy không phải chúng ta tự thừa nhận chúng ta là đối tượng phản động bị đả kích à? Để cho họ vào đi. Dạ. Quan tiên sinh, đây là bánh đậu đỏ đặc sản của Nhật Bản, mà ngài Ishihara đặc biệt dặn dò tôi mang tới cho ông. Mời ông thử qua. Cha tôi trước giờ đều không ăn đồ ăn của người Nhật. Ishihara đã dặn tôi, xin ông nhất định phải ăn một miếng. Đã nói rồi không ăn. Ngài William, ông thấy rồi đấy, tôi chủ động tới quà giải, nhưng mà người ta tưởng rằng tôi muốn đầu độc ông ấy. Thương hội Quan Thị và thương hội Hải Hà đều là thương hội có phân lượng trong Tô Giới. Sự hòa bình giữa hai thương hội là sự hòa bình của luật pháp Tô Giới. Cuộc công tác Tô Giới hy vọng cô bắt tay làm quà.
ăn miếng bánh, không cần bắt tay. Đại tiểu thư, chú Kiệt à, không sao, tôi thay quan. Nhà họ Quan tới lượt tôi không thể trốn. Huống hồ đây là mỹ vị, không phải à? Năm, bốn, ba, hai, một. Cho dù cậu có hạ độc, sao tôi có thể cho phép cậu hạ độc cha tôi lần thứ hai? Quan gia làm chuyện gì trước đây đều quang minh lỗi lạc. Bất kể chuyện này bây giờ đang nghiêng về phe của ai, quan gia và người hạ độc không đội trời chung. Tiễn khách. Ông Quan, chúc ông sớm ngày bình phục. Lão Quan, con có giỏi không? Alo. Chuyện vừa nãy tôi đã biết. Bệnh viện đã không còn an toàn, bắt buộc phải để ông Quan về nhà.